Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của VChannel. Không biết là thông tin sau đây sẽ là một tin vui hay tin buồn, nhưng mà đối với tôi là một tin khá là đau lòng. Tại một trường đại học ở Việt Nam đang thử nghiệm hệ thống điểm danh thông minh tự động nhận diện khuôn mặt sinh viên khi đến lớp. Chẳng phải tên tuổi nào quá xa lạ nữa, đó là ngôi trường Đại học Thăng Long ở Hà Nội. Thì trước đây các thế hệ sinh viên luôn tự hào là trường đại học sang chảnh và đủ sức để sống ảo như các studio. Theo như mình được biết thì trước đây ở các trường đại học cũng đã từng sử dụng chức năng Face ID để điểm danh khuôn mặt của sinh viên, nhưng mà đều thông qua một app nhất định. Nhưng đối với Thăng Long, hệ thống trực tiếp này được xem là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Dù mới chỉ bước vào giai đoạn thử nghiệm nhưng kết quả khá là khả quan, có thể đạt lên tới 90%. Và theo như lời giới thiệu của giảng viên thì đây là một sản phẩm tạo ra với một nhiệm vụ khá là cao cả. Đó là gì? Như là chống học hộ nè, điểm danh hộ nè, trốn học nè, bla bla. Ôi, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Chỉ cần nghĩ tới nếu mà thành công hơn là chắc. Và đặc biệt là đồng thời giám sát được hành vi của các sinh viên trong trường. Vậy là từ giờ ước mơ mà trốn học, cúp học hay là nhờ học hộ gì là đều tan tàn mây khói. Vậy người đã khởi đầu xu hướng này là ai? Đó chính là gia đình Apple. Khi Apple ra mắt Face ID thì đã trở thành một xu hướng trên toàn cầu, dẫn đến các hãng Android đẩy mạnh công cuộc phát triển công nghệ nhận diện gương mặt. Quay trở lại với quá khứ, công nghệ nhận diện gương mặt đã có từ rất lâu, từ khi Android 4.0. Nhưng nó không lại tối ưu tốt vì chất lượng camera và thuật toán vẫn chưa hoàn hảo. Và đặc biệt khi công nghệ nhận diện khuôn mặt xuất hiện thì lại xuất hiện thêm dấu vân tay, khiến cho công nghệ này ở Android bị lu mờ. Và bây giờ lại chính là thời điểm để nhận diện khuôn mặt lại trở thành trò lưu. À, không quên nhắc các bạn, iPhone X ở Bạch Long đã về hàng và có giá là 20.690.000 đồng, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc và có trả góp 0%. Và video clip hôm nay của mình cũng đã kết thúc. Mình là Nhã. Và các bạn nghĩ như thế nào về chức năng nhận diện điểm danh này? Hãy nhớ comment bên dưới để cho mình biết là các bạn có đồng tình với công nghệ này hay không. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn chuông để theo dõi những thông tin mới nhất từ bên VChannel nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.